Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách sử dụng cái chương trình khác hơn, Lightroom. Mình cũng nhận được nhiều cái yêu cầu từ các bạn trong cái fanpage, mình nhận được từ fanpage Hoàng Phúc Photoshop đó. Nói được rồi, mình sẽ bắt đầu cái series về Lightroom. Về cái Lightroom này á, thì mình học cái Lightroom này từ hai nơi là chủ yếu. Thứ nhất là từ anh Peter Phạm, anh cũng có một cái channel trên YouTube đó, nhưng mà có vẻ nhiều bạn xem rồi mà vẫn không hiểu, hay là đại khái là các bạn thấy dài dòng chẳng hạn, là chưa có bạn không có muốn tốn thời gian để mà, mặc dù mình thấy như vậy là rất là ngắn và xúc tích rồi đó, nhưng mà có thể là các bạn muốn học nhanh hơn thì ok, mình sẽ cố gắng rút ngắn hơn và trình bày theo cách của mình, thì có thể các bạn thấy cách của mình hơn chẳng hạn như vậy. Thì về cái Lightroom á, về cái cài Lightroom thì chắc là mình không nói rồi ha. Thì đây, đầu tiên là khi mà mình khởi động Lightroom á, thì bạn sẽ thấy cái cơ sở, cái giao diện như thế này. Để mà giới thiệu về Lightroom á, thì nó cơ bản á, nếu các bạn đã sử dụng qua Photoshop Camera Raw á, thì cái này nó giống là 120%, nghĩa là nó giống toàn bộ đó, nhưng mà nó cải tiến thêm nhiều cái chức năng và nó cũng thay đổi đi một chút xíu những cái vị trí của cái chức năng đó. Thì nếu như mình á, thì mình sử dụng Lightroom nó quen rồi, thì mình qua Camera Raw mình sử dụng những cái chức năng nó tương đối nó khó và nó phức tạp hơn, nó khó tương tác hơn. Thì đầu tiên á, cái việc giống ở đây giống nhất là về cái develop, về cái chức năng develop, cái tab develop này. Thì ở đây á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nó sau. Có nhiều bạn biết cách sử dụng rồi, nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ cho nó vào một cái khuôn khổ nhất định, là bạn biết được là khi nào chỉnh bao nhiêu thì nó đủ và chỉnh được theo cái ý của mình. Và cái thứ hai nữa mình muốn nói đến là cái library. Cái này là cái cao cấp hơn so với Camera Raw. Camera Raw nó chỉ có một cái thanh bên cạnh để mà quản lý những cái file Raw mở cùng một lúc, và nó không có cái sự quản lý file nó hiện đại hơn, nó nhiều chức năng hơn so với lại, ý là nó không có nhiều chức năng bằng cái Lightroom. Thì ở đây là cái library, và công việc của mình là import. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu vào cái việc này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái cách để mà chúng ta quản lý cái file sao cho nó hiệu quả và nó không có gặp cái lỗi về sau này. Bởi vì như các bạn thấy đó, như các bạn đã sử dụng qua Lightroom rồi chẳng hạn, các bạn hay gặp cái trường hợp là bật lên nhưng mà cái hình nó chìm đi, tức là không có import được mà không hiểu tại sao. Thì cái lý do thì mình sẽ nói sau, lát nữa mình sẽ nói, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về cái quản lý file của mình. Thì đây là cái thư mục chứa những cái file mà mình chụp, mình quản lý theo cái folder đó. Thì mình quản lý theo cái folder như thế này, và mỗi lần mà mình chụp xong rồi á, thì mình sẽ tạo một cái folder và copy hết những cái hình mình chụp được vào trong đó, tất nhiên là chụp ở RAW ha. Và bên cạnh đó thì mình sẽ chọn như thế này, ví dụ như là bữa chụp đá banh U23 chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ cho nó hết vào một cái folder và đặt tên. Đúng, bình thường thì mình hay đặt tên bậy bạ thế này, nhưng mà sau này thì mình đặt tên theo cái dạng là ngày, tháng, năm, rồi cái tên của cái album đó, thì sau này tìm nó dễ hơn, quản lý dễ hơn, phân loại theo năm chẳng hạn. Rồi, thì đó là cái cách quản lý file của mình. Và cái thứ hai nữa là chúng ta quản lý theo catalog Lightroom. Nhiều bạn không để ý tới cái này, thì đa phần lúc nào các bạn cũng mở lên là đâm đầu và import liền ngay lập tức, nhất là nhanh. Nhưng mà thực tế là không, các bạn làm như vậy á, thứ nhất là làm cho cái catalog gốc, cái catalog tên như vậy nè, Lightroom5catalog.lrcat. Rồi, thì cái việc làm đó nó làm cho cái file catalog này nó chậm. Cho nên là khi các bạn sử dụng nó sẽ rụt kiểu nó lag á. Và cái thứ hai nữa là các bạn là thao tác ở trên mỗi bức ảnh nó chậm hơn, và nó mỗi khi các bạn chỉnh sang một cái hình khác á, thì nó sẽ thao tác nó chậm hơn, nó không có hiển thị
nét ngay lập tức, mà nó cứ dạng như là nó bể bể, xong cái bắt đầu nó phục hồi dần tới khi nó rõ nét. Và quá trình chờ như vậy nó sẽ rất là lâu, như cái khối lượng của cái file catalog nó nhiều. Thì ở đây á thì các bạn nhớ để ý ha, mình quản lý sử dụng cái Lightroom này, mỗi một album mình sẽ cho vào một cái catalog đó. Thì làm sao để mình biết là mình đang làm cái catalog nào? Thì ở đây mỗi cái album, ví dụ như của mình chẳng hạn, như album này đi rồi đó, thì mình lúc nào cũng có kèm thêm một cái file catalog riêng của cái đấy. Ví dụ khác như là hình chụp thỏ 7 màu chẳng hạn đó, thì lúc nào cũng có một cái folder Lightroom và nó có một cái file Lightroom chứa những cái hình mà mình đã import riêng, và cái import những cái hình của cái chung cái album đó vào riêng một cái folder này. Đó thì thì khi mà mình làm như vậy á, thì mình sẽ biết được là cái hình đó nó nằm ở catalog nào, mình tìm nó dễ hơn, không cần thiết là mình phải qua đây tìm ở đó. Các bạn cái album nào cũng nhét vào một cái chẳng hạn, thì khi mà tìm nó sẽ hiện ra cây thư mục cái này gì đó, thì mình sẽ phải tìm và coi thử cái album đó ở đâu, folder nào, rồi sơ suất mà mình lỡ mà mình bỏ nó ra rồi á thì bắt đầu nó gặp lỗi linh tinh lên hết, thì lúc đây nó sẽ rất là phiền phức. Thì làm sao để mình tạo được mỗi cái album này một cái catalog đơn giản như vậy? Đó, ví dụ như này có không? Rồi đây, ví dụ như là cái album thôi, album này của bạn mình mất công vào xong cái nó trừ. Đây, ví dụ như là album đá banh U23 này đi, mình bữa mình làm thẳng vào cái gốc ở đây. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái catalog riêng cho cái folder cái album đá banh U23 này ha. Thì mình sẽ tạo như thế này. Các bạn vào mở Lightroom lên ha. Các bạn vào File, New Catalog. Click vào ha. Thì nó sẽ hỏi muốn lưu ở đâu. Thì bây giờ mình sẽ tìm tới cái thư mục đấy, ví dụ như là nó nằm ở danh mục hình ảnh rồi đá banh U23. Thì ở đây mình sẽ xếp lưu nó lại vào một cái folder Lightroom đá banh U23 chẳng hạn như thế. Vậy bấm create thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục như thế này, Lightroom đá banh U23, và ở trong đấy á, là cái catalog này. Bây giờ nó sẽ làm một cái catalog hoàn toàn mới ha, nó không còn catalog thỏ 7 màu như hồi nãy nữa, và nó tạo ra một cái catalog mới. Thì cái này nó giống như là một cái bìa sơ mi chẳng hạn vậy, nó giống như cái bìa sơ mi, chỉ bây giờ thì hiện tại nó đang trống, và bây giờ cái nhiệm vụ của mình là thêm những cái hình ở trong cái album đá banh U23 đó và trong cái bìa sơ mi này, tức là cái catalog này. Các bạn bấm import ha. Cái import này nó nằm ở bên cái library ha. Bạn bấm import và mình sẽ tìm tới cái hình hồi nãy, tìm tới cái album hồi nãy của mình, album đá banh U23. Mình click vào đây. Thì bây giờ mình trong cái catalog này á, nó chưa chứa cái hình nào hết, và đặc biệt nó chưa chứa cái hình U23 nào hết, cho nên nó cho phép mình import toàn bộ vào. Nhưng mà ví dụ như là ở trong cái catalog của bạn mà đã có cái một cái hình nào rồi, ví dụ như đã có cái hình 7411 này ở trong đó rồi á, thì nó sẽ không báo gì hết, nhưng mà mặc định nó không cho mình chọn nữa. Đó, các bạn có hay gặp trường hợp này không? Có ha. Một số bạn rất là hay hỏi ở trên trong những cái group trên Facebook á, hay hỏi cái sao lại em không import được, sao em không import được. Thì đây lý do như thế này đó, trong cái catalog đó đã có cái hình đó rồi và nó không cho phép bạn import lần thứ hai vào nữa. Cho nên là nếu như chúng ta quản lý mỗi một cái album và trong một cái folder, và mỗi cái folder đó chứa một cái catalog riêng chứa những cái hình, và cái catalog đó chứa những cái hình của cái album đó, đó thì nó dễ quản lý hơn. Và thứ hai nữa là mỗi cái catalog như vậy thì nó chỉ chứa một vài cái hình ở trong cái album thôi. Ví dụ như là đây có 274 cái hình ở trong cái album đó chẳng hạn, thì nó chỉ giới hạn ở 274 thôi. Còn ví dụ như ở đây mình có tất cả những cái này mà mình không để ý, mình cho hết nó vào một cái catalog, thì thử tưởng tượng coi cái catalog đó nó có bao nhiêu hình, cả ngàn hình. Đó thì nó chạy rất là chậm. Rồi, sau khi mình đã chọn cái folder đá banh U23 rồi ha, các bạn bấm import.
và chờ cho nó chạy phía trên này. Khi mà đã import xong rồi nó sẽ báo. Đó. Thì ở đây là mình đã import xong cái catalog này, là chứa cái đá banh U23 ha. Ví dụ như bây giờ mình tắt đi này, mình sẽ mở một cái catalog khác, chẳng hạn như cái catalog mình ví dụ bây giờ mình sẽ mở cái lại catalog chứa hình thằng vẽ thỏ 7 màu này ra đi. Thì trong cái này á thì các bạn thấy đó, nó không có cái folder U23 nữa và nó chỉ có thỏ 7 màu thôi, và nó có 59 cái hình trong này. Thì đó thì nó dễ quản lý hơn. Bây giờ mình muốn mở một cái catalog khác, ví dụ mình đang để như vậy đi, mình muốn quay trở lại cái đá banh U23 á. Đá banh U23 ha. Đâu rồi, đá banh U23 đây. Đây click vào. Là tới cái folder hồi nãy mình đã tạo này. Lightroom đá banh U23, click vào nó sẽ có cái catalog đó. Cái catalog này của Lightroom, và trong cái catalog này chỉ có hình của cái album đá banh U23 thôi. Click đôi vào, nó sẽ mở. Có muốn tắt cái Lightroom ai tắt cái catalog thỏ 7 màu đi và mở cái catalog mới này không? Đấy, click reload cho chạy lại. Và nó sẽ tự động nó khởi chạy và nó tạo những cái file cần thiết, mặc kệ nó đó. Và đây nó sẽ mở ra cái catalog có tên Lightroom đá banh U23, và trong này chỉ chứa 274 cái hình trong album đó thôi. Rồi, đó là xong cái tập phần 1 này ha, và mình sẽ quay trở lại phần 2 về cái việc là mình phân loại những cái hình và phân loại, đánh giá và thêm caption tên là các thứ. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như có cái vấn đề gì phát sinh thêm, các bạn có thể hỏi mình trên fanpage facebook.com/hoangphucphotoshop. Rồi, cảm ơn các bạn.